Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá tối ngày 6 tháng 6 của Ghi Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Như đã đưa tin, cha của Messi, ông Jorge Mendes, đã khẳng định con trai của mình chỉ mong muốn trở về Barca, bất chấp việc đội chủ sân Nou Camp đang bị ngăn cản bởi các quy tắc của La Liga. Theo CBS Sports tiết lộ, Messi có thể sẽ sẵn sàng chơi miễn phí cho Barcelona hoặc bị cắt giảm lương lớn, nhưng điều này sẽ bị coi là thao túng tài chính. Phó chủ tịch câu lạc bộ Eduard Rummel thì tuyên bố rằng có thể sắp xếp về mặt tài chính cho sự trở lại của Messi. Ban huấn luyện và những bên liên quan đang làm hết sức để có thể đạt được thỏa thuận một cách nhanh chóng. Với việc nhiều cầu thủ ra đi trong những ngày sắp tới, đặc biệt là Ansu Fati, điều này có thể mang lại những diễn biến tích cực trong thương vụ Messi. MU đã được liên kết với cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha và được cho là sẽ sớm đưa cầu thủ này về sân Old Trafford. Với việc Karim Benzema rời Bernabeu để thi đấu tại Ả Rập Xê Út, báo chí Tây Ban Nha đã không mất nhiều thời gian để chỉ ra rằng Kane là một sự thay thế hoàn hảo. Sự xuất hiện của Real đối với Kane là một đòn giáng mạnh vào MU. Đội cũng muốn ký hợp đồng với một trung phong đã ghi 30 bàn thắng ở ngoại hạng Anh mùa này, đứng thứ hai tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù là ngoại hạng Anh trong danh sách vua phá lưới chỉ sau Erling Haaland. Trên băng ghế chỉ đạo thì Carlo Ancelotti cũng rất thích Kane. Ngoài ra, việc chủ tịch Tottenham Daniel Levy không muốn bán Kane cho một đối thủ trực tiếp ở ngoại hạng Anh thì Los Blancos cũng đã đồng ý với mức giá 100 triệu bảng mà Tottenham đưa ra. Thế nhưng cũng phải xem liệu Kane có nghiêm túc xem xét việc rời Anh để đến Tây Ban Nha hay không. Tiền đạo này đã đặt mục tiêu phá vỡ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại ngoại hạng Anh lên hàng đầu. Anh hiện đang ghi được 213 bàn thắng và còn cách kỷ lục của Alan Shearer 47 bàn. Dẫu vậy, sự cám dỗ của một trong những câu lạc bộ danh giá nhất thế giới cộng với sự đảm bảo cạnh tranh cho các danh hiệu lớn, Kane có thể từ bỏ giấc mơ của mình và đầu quân cho Real. Mọi người đều đang chờ đợi để xem liệu bản hợp đồng này có thành công và Harry Kane sẽ ra sao. Hãy cùng chờ đợi. Paris Saint-Germain đang có kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Bernardo Silva để củng cố hàng công của đội hình. Đội bóng thành Paris xem Silva là sự thay thế lý tưởng cho Lionel Messi, khi anh có khả năng đá cánh cùng sự linh hoạt rất cao. Tiền vệ này cũng có kiến thức sâu về Ligue 1 khi đã từng chơi cho AS Monaco trong vòng 3 năm kể từ năm 2014 đến năm 2017. Paris Saint-Germain đánh giá cao nhất ở khả năng này. Bernardo Silva đã trở lại với phong độ chói sáng nhất của mình trong giai đoạn gần đây, đặc biệt là ở Champions League. Từ khi gia nhập Man City vào năm 2017, anh đã đóng góp vào 114 bàn thắng sau 305 lần ra sân dưới thời Pep Guardiola. Không có gì phải bàn cãi rằng cầu thủ 28 tuổi vẫn là một trong những trụ cột của Man City thời điểm hiện tại. Mặc dù vậy, đã có thông tin cho biết Paris Saint-Germain sẵn lòng chi 50 triệu euro cho Silva. Đây là một con số không nhỏ và Pep đang suy nghĩ về bản hợp đồng này. Dẫu vậy, tương lai của cầu thủ này vẫn chưa rõ ràng. Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra và người hâm mộ đang hồi hộp chờ đợi về tương lai của ngôi sao này. Daily Mail cho hay, MU đang chuẩn bị thưởng Lisandro Martinez một bản hợp đồng dài hạn mới vì mùa giải đầu tiên ấn tượng, bất chấp dính phải chấn thương giai đoạn cuối mùa. Nguồn này cung cấp thêm, Quỷ Đỏ rất muốn ràng buộc trung vệ tuyển Argentina bằng một thỏa thuận dài hơi hơn và quan trọng là cải thiện các điều khoản, nhất là tăng lương. Lisandro Martinez cập bến MU hồi mùa hè năm ngoái, bị chê không ít khi mới ra mắt, cho rằng anh khó chinh chiến nổi ở ngoại hạng Anh vì chiều cao khiêm tốn, thấp nhất 1m75 dành cho một trung vệ tại giải đấu. Tuy nhiên, chiến binh Lisandro đã nhanh chóng chứng minh, đánh giá khả năng người khác chỉ qua bề ngoài là sai lầm lớn. Cùng với Rafael Varane, anh tạo thành cặp trung vệ chắc chắn, tạo yên tâm lớn cho thuyền trưởng Erik ten Hag. Việc Lisandro Martinez dính chấn thương nặng ở giai đoạn cuối quan trọng của mùa giải khiến Quỷ Đỏ tổn thất lớn. Ở Old Trafford, trung vệ Argentina được khán giả yêu mến bởi lối chơi lăn xả, chiến đấu hết mình, chơi bóng thông minh và tinh quái. Martinez theo chân huấn luyện viên Erik ten Hag từ Ajax đến MU vào mùa hè năm ngoái, đang hưởng mức lương 120.000 bảng một tuần, dự kiến sẽ trở lại tập cùng đội ở giai đoạn tiền mùa giải. Mới đây, nhà báo Florian Plettenberg đã tiết lộ rằng Manchester United đang đưa tiền vệ Leon Goretzka của Bayern Munich vào tầm ngắm. Cầu thủ người Đức đóng vai trò quan trọng cho đội hình Bayern suốt những mùa giải gần đây. Tuy nhiên, Manchester United hiểu rằng tương lai của Goretzka bị đặt dấu hỏi lớn với việc huấn luyện viên Thomas Tuchel muốn đưa Rice về Allianz Arena ngay mùa hè này. Vì vậy, Manchester United đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận cầu thủ 28 tuổi để mang về Old Trafford một đối tác hoàn hảo dành cho Casemiro. Tuy nhiên, cá nhân Goretzka vẫn chưa muốn rời khỏi Bayern ngay lúc này. Trước động thái đến từ ngôi sao người Đức, Manchester United có thể sẽ mất nhiều thời gian để thuyết phục anh đến Old Trafford cũng như đàm phán với Bayern Munich để đạt được thỏa thuận về mức giá. Người hâm mộ Chelsea đang hy vọng sự xuất hiện của huấn luyện viên Mauricio Pochettino sẽ giúp câu lạc bộ nhanh chóng ổn định tình hình. Câu lạc bộ phía Tây London đã chi 600 triệu euro cho hai kỳ chuyển nhượng gần nhất nhưng chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 12 do họ sẽ không chơi tại cúp châu Âu vào mùa tới. Điều này có thể cho phép Pochettino
cắt giảm những người thừa và mang về những cầu thủ cần thiết cho kế hoạch của mình. Theo Milan News, Chelsea đã gửi lời đề nghị trị giá 60 triệu euro đến AC Milan để hỏi mua thủ thành Mike Maignan. Maignan đã có 2 năm tuyệt vời tại San Siro. Sự xuất sắc của anh đã giúp AC Milan vô địch Serie A mùa giải 2021-2022 và mới đây đã vào bán kết Champions League. Andre Onana, thủ thành của Inter Milan là một mục tiêu khác của Chelsea. Nhiều thông tin cho rằng Chelsea chưa đáp ứng được mức phí mà Inter đề ra, nhưng The Blue vẫn chưa rút khỏi cuộc đua. Mới đây theo tờ Evening Standard đưa tin, khi Mauricio Pochettino đến tiếp quản Chelsea với một cuộc đại tu lớn sẽ diễn ra, chắc chắn cái tên đầu tiên được nhắc đến về việc rời khỏi đội bóng thành London là Pierre-Emerick Aubameyang. Gia nhập Chelsea vào mùa giải năm ngoái, The Blue còn được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel với nhiều kỳ vọng sẽ tỏa sáng trở lại ở giải đấu quen thuộc Premier League. Thế nhưng cựu tiền đạo của Arsenal đã để lại quá nhiều thất vọng tại Stamford Bridge. Anh chỉ ghi được 3 bàn trên 21 lần ra sân trong màu áo của The Blue mùa này. Một con số đáng thất vọng. Người ta không còn nhìn thấy hình ảnh sát thủ của Aubameyang tại Arsenal ngày nào, nơi mà anh đã ghi tới 92 bàn sau 163 trận ra sân trong màu áo đội chủ sân Emirates. Có lẽ đã đến lúc cựu ngôi sao của Arsenal và Barca nên nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình. Đặc biệt là trong bối cảnh anh đang nhận được sự quan tâm lớn từ hai câu lạc bộ đang chơi tại giải vô địch Ả Rập Xê Út là Al Ahly và Al Shabab. Bản tin bóng đá tối ngày 6 tháng 6 của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.